Tổng thống Hoa Kỳ trò chuyện với Hoàng tử William tại tòa Bạch Ốc, tin từ Washington DC. Tổng thống Barack Obama đã gặp gỡ với Hoàng tử William của Anh tại tòa Bạch Ốc hôm nay trong cuộc viếng thăm ngắn của Hoàng tử đến Hoa Kỳ. Hai người đàn ông đã trò chuyện vui vẻ với nhau trong văn phòng bầu dục, trong khi các phóng viên và nhiếp ảnh gia chụp ảnh. Các thành viên của giới truyền thông đã được cho vào văn phòng trong vòng chưa đầy 2 phút. Tổng thống Obama và Hoàng tử William đã không có lời nhận xét nào. Hoàng tử William và người vợ của mình, công nương Kate, người đang mang thai đứa con thứ hai của họ, đang thực hiện một chuyến viếng thăm đến Hoa Kỳ với điểm dừng chân đầu tiên ở New York. Kate vẫn ở New York và đã không có mặt trong cuộc gặp với Tổng thống Obama.